Ngày 5 tháng 6, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào khoảng 17 giờ 16 phút cùng ngày, tại ngõ 104 đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô con. Vụ việc đã được người dân quay clip lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo hình ảnh trong đoạn clip, lái xe đã đỗ sát đường ray và rời đi chỗ khác. Khi tàu đến, người dân hô hoán, lái xe mới chạy đến nhưng không kịp. Lái tàu đã hãm nhưng đầu máy vẫn đâm vào ô tô. Phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, khu vực tàu gặp sự cố là km 12 200, khu gian Kim Nỗ, Phú Diễn, trước ô tô trên. Dừng đỗ vi phạm trong vùng giới hạn của đường sắt, lái tàu sau đó đã phải dừng lại, phối hợp với ga Phú Diễn giải quyết và cho tàu chạy vào lúc 18 giờ 05 phút cùng ngày. Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, nam tài xế điều khiển ô tô, sinh năm 1985 ở quận Bắc Từ Liêm. Vụ việc không gây thương vong về người. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt để giải quyết vụ việc và phân luồng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc đã phải hứng chịu một trận mưa dông lớn cùng với hàng nghìn cú sét đánh từ sáng sớm nay. Nhiều người cảm thấy rất là lo lắng khi có thời điểm chỉ trong một giây mà có tới 10 cú sét được ghi nhận. Vậy tần suất có phải là bất thường và đợt mưa dông này có kéo dài đến bao giờ? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo số liệu Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại khu vực Hà Nội, từ 6 đến 7 giờ, cơ quan quan trắc ghi nhận có 3.513 cú sét, trong đó sét đánh xuống là 2.322 lần. Thời gian từ 7 đến 8 giờ có 4.060 cú sét, sét đánh xuống đất là 2.855 lần. Thời gian từ 8 đến 9 giờ có 2.642 cú sét, sét đánh xuống đất là 1.848 lần. Tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sét đánh rọi xuống đất trong sáng nay ở khu vực Hà Nội. Cường độ sét đánh từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 50 là mạnh nhất. Thời điểm mà xảy ra sét tương tự như này tại khu Hà Nội, ví dụ hoặc là lân cận, ví dụ như trong ngày 30 tháng 5 cũng xảy ra ở Bắc Bộ, hoặc là ngày 19 tháng 5 một đợt rông sét rất mạnh cũng xảy ra ở vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ, vùng Nam phía Nam Hà Nội cũng như là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Theo chúng tôi thì rông sét xảy ra với cái mật độ như ngày hôm nay thì cũng không là những cái trường hợp bất thường, bởi vì có những cái thời điểm mà trong một tiếng ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra đến 30.000 lần tia sét, cú sét ạ. Thì trung bình thì cũng đến tầm có thể đến nhiều nhất là đến 3.000 cú sét trong 10 phút. Thì với cái cường độ mật độ như sáng nay thì cũng không phải là bất thường. Cũng trong sáng nay vào khoảng 6 giờ 30 phút, một người phụ nữ ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đang hái rau ở ngoài đồng bị sét đánh trúng ngã ra ruộng. Sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi xảy ra mưa dông kèm sấm chớp, người đang ở ngoài đường cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như các tòa nhà lớn nơi có hệ thống thu sét. Nếu mà khi có hiện tượng dông sét xảy ra thì không nên ở ngoài trời. Đấy là quy tắc đầu tiên, tức là kiểu gì thì kiểu nếu anh về được trong nhà mà cái nhà đấy chống sét là an toàn. Khi mà ở ngoài trời thì nó có một loạt cái quy tắc mà chúng ta cần phải tuân thủ. Ví dụ như là không được đứng gần cây cao này, bởi vì cái cây cao đó thì thông thường là sét nó sẽ đánh vào cái cây đấy và nó sẽ phóng điện tích ra. Thế hoặc là ở ngoài đường thì nếu chúng ta là cái vật cao nhất, ví dụ đứng ngoài đồng chẳng hạn, thế ta là cái vật cao nhất thì thông thường sét nó sẽ đánh. Và trường hợp đó rất nguy hiểm bởi vì sét sẽ đánh trực tiếp vào người. Ngoài ra thì không được ở ao hồ. Một cái rất quan trọng là đứng thành nhóm người. Tức là nhóm người là gì, có thể một cái sét đánh một cái là chết mấy người một lúc luôn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay, khu vực ở Bắc Bộ đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, ghi nhận ở khu vực Lai Châu, Lào Cai có mưa trên 200 mm, khu vực Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang mưa trên 100 mm. Tại khu vực Hà Nội, mưa từ đêm qua và sáng nay có nơi mưa rất to, có nơi mưa trên 100 mm. Nguyên nhân của cái đợt mưa này ấy, là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ và bị nén yếu bởi một phần không lạnh từ phía Bắc. Thì cái đây là nguyên nhân mà có thể gây ra là cái đặc trưng của cái mùa tháng 5 và tháng 6. Trong cái mưa này thì có gồm rất nhiều dông, và dông này thì gây ra cảnh báo cái lốc sét và mưa đá.
cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sẽ duy trì đến hết ngày mùng 5 tháng 6. Sau đó giảm dần nhưng tình trạng mưa dông rải rác còn kéo dài ở miền Bắc hết ngày mùng 9 tháng 6. Đặc biệt tình trạng dông lốc sét và mưa đá tiếp tục xuất hiện từ nay đến hết ngày mai. Do đó người dân cần hết sức chú ý trong việc di chuyển, làm việc ngoài trời khi xuất hiện mưa dông, sấm sét để tránh gặp các sự cố tai nạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 mét, ở thủ đô Hà Nội, sáng nay đã có mưa rào và dông trên diện rộng, khiến quận Hoàng Mai, quận Nam Từ Liêm đều có lượng mưa ở trên 100mm. Và cũng do mưa lớn nên một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi trên 1 mét. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, trong lúc mưa lớn xuất hiện các điểm úng ngập như tại phố Quan Nhân, Đỗ Đức Dục, Tố Hữu, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Trần Bình, ngã ba khu vực Mỹ Đình, Thiên Hiền, khu đô thị Resco, Triều Khúc, Phùng Khoang và nhiều điểm khác. Ghi nhận thực tế, một số nơi đã có thời điểm ngập ở trên 1 mét gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Để giảm thiểu tình trạng ngập úng, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thuộc toàn bộ trên địa bàn quản lý, mở cửa phai các hồ điều hòa như Hồ Thiên Quang, Hồ Bảy Mẫu và Hồ Đống Đa. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 6, hai người dân đang ngủ ở trong lán trông coi ao cá thì bất ngờ bị lũ đổ về cuốn trôi, mất tích. Sự việc xảy ra tại bản Vược, huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai. Hiện nay lực lượng tìm kiếm cứu hộ hơn 100 người của huyện vẫn đang chia thành nhiều mũi để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Hai nạn nhân cùng trú tại thôn km0 xã Bản Vược xác định là chị Lý Thị Nghiệp sinh năm 1994 và bé Lý Bảo Nam sinh năm 2022. Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày. Do trời mưa lớn, hai mẹ con nạn nhân dắt nhau đi kiểm tra ao cá thì bất ngờ ao vỡ bờ. Đáng chú ý, khu ao cá của chị Nghiệp lại ở vị trí gần cuối khe núi, phía trên thì có một số ao nuôi cá khác. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về thiên tai thì lực lượng cứu hộ cùng với người dân địa phương đã tích cực tìm kiếm hai nạn nhân là hai mẹ con mất tích, đồng thời tìm cách khắc phục thiệt hại về vật chất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm ngày 4 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mức 1.500m, toàn tỉnh đã có mưa dông trên diện rộng. Hiện tại, tình hình thời tiết xấu vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Lào Cai. Ngoài thiệt hại về người, trước mắt thì chính quyền ghi nhận mưa lớn còn khiến cho 3 nhà dân, 4 hectare lúa bị ngập nước, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ách tắc. Mặc dù đã rửa mặn gieo cấy lại đến lần 3, nhưng mà khoảng 20 hectare diện tích đất sản xuất lúa của người dân ở các thôn Vị Khê, thôn Hàn, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn không nảy mầm sinh trưởng. Hơn 70 hộ dân có diện tích lúa bị chết do nhiễm mặn đang lo lắng cho kế sinh nhai bởi nguồn thu nhập của họ đến từ chính cái việc cấy lúa. Những ngày này, trên nhiều cánh đồng tại thị xã Quảng Yên đã vào mùa gặt. Thế nhưng, chiếc cánh đồng của thôn Vị Khê, xã Liên Vị đang trong tình trạng như thế này. Với người dân tại đây, nguồn thu nhập chính của họ là cấy lúa, nhưng vụ mùa này mất trắng. Dịp sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bà con nông dân tại xã Liên Vị không thể ra đồng để cấy lúa xuân như mọi năm. Hơn 20 hectare đất hoang tàn, do đất bị nhiễm mặn, khiến cho bà con có gieo mạ bao lần đều bị chết khô. Hiện tại, người dân ở đây vô cùng lo lắng vì nhiều năm gắn bó với nghề làm nông, đây cũng là kế mưu sinh cho cả gia đình. Nhưng giờ đồng lúa trở thành cánh đồng chết. Nơi đều được gạt rồi, thế nhưng mà bây giờ là nhân dân không có một, đây chỉ nhìn cánh đồng không có một cái lúa nào cả. Thế cho nên là bà con bây giờ là không có cái gì để mà sinh sống cả. Thực ra mà nói là bây giờ những cái trường hợp mà ví dụ như là trẻ mà đi làm công nhân thì là có tiền, thì là còn có tiền để mà mua thóc mua gạo ăn, nhưng mà những các ông bà già ở trong dân đấy, nhưng hàng chúng tôi cũng không có nghề. Theo nhiều người dân nơi đây, thủ phạm gây ra cảnh bức tử cánh đồng lúa mỏng mỡ là do việc bơm cát sàn lấp mặt bằng khu công nghiệp Bắc Tiền Phong ngay cạnh đó. Nhiều hộ dân cho rằng với thực trạng như thế này, có thể hàng chục hecta đất trồng lúa ở những vùng phụ cận thôn Vị Khê, xã Liên Vị cũng bị ảnh hưởng do nước nhiễm mặn theo kênh nước tràn đi khắp nơi. 2003 và 2004 khi doanh nghiệp đẩy vào
tức là đưa bơm cát lên, nó ảnh hưởng. Đầu tiên là trước hết là tràn với khu bên ngoài này, chính tôi là người trực tiếp. Đến đợt 2 ngày 9 tháng 10 thì vỡ, mà đang bơm thì vỡ cái đạch này. Đấy, chỉ tôi báo thôn trưởng bí thư ra trực tiếp, tôi bí thư thì trực tiếp điều hành cái máy đến để đắp lại. Trước thực trạng diện tích lúa gieo xạ của người dân ở hai thôn thuộc xã Liên Vị bị chết, Sở Tài nguyên và Môi trường, thị xã Quảng Yên đã có các đoàn công tác để kiểm tra, khảo sát, đánh giá thiệt hại. Theo đó, kết luận tại biên bản làm việc giữa Sở Tài nguyên Môi trường với các bên liên quan ngày 12 tháng 3 năm 2024 cho thấy, quá trình san lấp mặt bằng dự án có sử dụng nước mặn do khu vực đất trũng giáp dự án. Sau khi có thông báo của người dân thì Ủy ban xã đã làm văn gửi phòng Tài nguyên, phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân thị xã và yêu cầu cho các cán bộ chuyên môn cũng về để quan sát đánh giá cái độ mặn ở khu vực đấy. Thì sau 3 buổi làm việc thì có kết quả là cái độ mặn của nó vẫn cao, nó không đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất nông nghiệp cái lúa của bà con. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm phải thau chua, rửa mặn hệ thống kênh dẫn nước và có biện pháp hỗ trợ bà con. Đồng thời, yêu cầu xã Liên Vị rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đến hết lịch thời vụ vẫn bị ảnh hưởng. Cùng đó, thị xã Quảng Yên đã ban hành thông báo thu hồi 18,5 ha đất ở khu vực này để thực hiện dự án tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc, trong đó thu hồi toàn bộ diện tích nhiễm mặn. Đối với lại công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Tiền Phong sẽ phải phối hợp trực tiếp với xã Liên Vị để có những cái phương án xem xét hỗ trợ giống cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Thứ hai là công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Tiền Phong sẽ phải đẩy mạnh cái công tác hoàn thiện hạ tầng để không bị để gom xử lý tất cả các hệ thống nước trong khu công nghiệp, không làm tác động ảnh hưởng đến sản xuất của người dân khu vực xung quanh. Liên quan đến quan ngại công ăn việc làm sau thu hồi đất, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thông tin địa phương đã xây dựng đề án hỗ trợ việc làm cho người dân. Theo đó, với người dưới 45 tuổi sẽ được nhận vào các khu công nghiệp, người từ 46 tuổi sẽ được đào tạo việc làm theo nguyện vọng hoặc sắp xếp các vị trí tại các đơn vị có tính dịch vụ.